Đây là công thức chữa lành đây ạ. Tự chữa lành cho bản thân mình, của anh chị cũng bấm đồng hồ theo cái thời gian ghi theo độ tuổi nha. Trên 18 tuổi là 5 phút 30 giây. Nhận NLG chống đồng băng tần lớp 1 chữa lành, cũng đọc nhắm một lần như vậy. Vừa đọc và vừa hình dung năng lượng vào não bộ. Ở bước 2 cũng nhận năng lượng vào não bộ 3 lần. Đọc nhẩm là những lần 1, lần 2, lần 3. Và kéo dài cho mỗi lần mình đọc nhận như vậy là từ 3 đến 5 giây cho một lần. Và sau đó quá trình sẽ gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng. Cũng gửi 3 lần đây ạ. Và xong sau đó khác một cái là bước 4 đây. So với kích thích tế bào gốc là mình phải đưa năng lượng đến cột sống đúng không ạ? Còn ở tự chữa lành là duy trì năng lượng ở tại trung tâm tiếp thu năng lượng cho đến khi chuông báo chấm dứt, nghĩa là còn khoảng gần 5 phút còn lại chúng ta chỉ tập trung ở tại trung tâm tiếp thu năng lượng cho đến khi chuông báo hết giờ thôi. Dành cho hỗ trợ cho bé từ 0 đến 3 tuổi là 30 giây đến 1 phút, 4 đến 7 tuổi là 1 phút 30 giây, 8 đến 12 tuổi là 2 phút 30 giây, 13 đến 18 tuổi là 3 phút 30 giây và trên 18 tuổi sẽ là 5 phút 30 giây. Cô bác anh chị sẽ hình dung gửi năng lượng từ não bộ của người truyền vào trung tâm tiếp thu năng lượng của người nhận. Cũng đọc nhẩm là gửi lần 1, gửi lần 2 và gửi lần 3. Và sau khi ở bước 3 xong, các anh chị sẽ đến bước 4 là sẽ tiếp tục hình dung hỗ trợ cái phần năng lượng vào trung tâm tiếp thu năng lượng của người nhận cho đến khi chuông báo chấm dứt. Và bên cạnh đó, các anh chị cần nhớ là thực hành đúng công thức này, đều đặn mỗi ngày. Và cần phải giữ hai cái tay nhớ không ạ? Các anh chị chắc đã thuộc rồi phải không? Là đạo đức và năm yếu tố tình thương giúp cho cơ thể mình luôn giữ ở một trạng thái cộng một trừ một cân bằng để thực hành nó tốt nhất. Công thức tự chữa lành lớp 1. Thời gian 5 phút 30 giây. Bắt đầu đọc thầm. Nhận energy chống đồng băng tần lớp 1 chữa lành. Tiếp tục hình dung nhận năng lượng từ một điểm trong không gian vào não. Đọc thầm. Nhận lần 1. Nhận lần 2. Nhận lần 3. Tiếp tục hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng, nghĩa là phần sau gáy. Đọc thầm. Gửi lần 1. Gửi lần 2. Gửi lần 3. Tiếp tục hình dung tập trung hỗ trợ năng lượng tại sau gáy để sự ấm áp của năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chuông báo hết giờ.
Dạ hết giờ.